Mến chào của chú chị, cô quý vị, hiện tại hôm nay mình cũng đặt mặt tại An Giang. Thì đây là Tam Sơn Miếu. Vào ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm thì ở đây diễn ra cũng như là lễ hội gọi là Diệt Vàng của chúng chị. Thì xung quanh chắc những bó mía và những cái lễ vật cũng như là bánh trái kẹo rồi nói chung là nhiều lắm. Thì hôm nay mới này quý chia sẻ của chúng chị quý vị cùng xem để lễ hội diễn ra như thế nào, mời quý vị đồng hành chương trình để hiểu thêm cho chị. Bây giờ này những em nhỏ tập trung lại rất là đông rồi. Đông mới giờ này thì thôi mà đông lắm quý vị. Rất là vui, không khí rất là náo nhiệt ha. Thì khi nào mà ông làm lễ xong thì lễ hội diễn ra vậy ha. Nói chung là khi mà chuẩn bị mà dàn dựng thôi, những cái bó mía mà dựng lên thôi thì những bạn trẻ ở đây cũng rất là háo hức luôn. Năm nào mình cũng cập nhật tình hình quý vị cùng xem. Vui lắm quý vị, không bướm mà cái phần náo nhiệt, không khí náo nhiệt gì ha. Trong đó là đền thờ ông, rồi khi nào mà ông làm lễ xong lên trống, lên kiên, rồi những cái bó mía dựng xung quanh những khu vực này, dựng xong rồi đem những cái lễ vật ra, rồi cúng xong rồi dựng. Ngoài những cái lễ vật này còn có quần áo của trẻ em nữa, rồi thêm những cây mía mà dựng như những cái hàng rào của chú chị vậy. Thì năm nào mình cập nhật chú chị cùng xem. Thì nói chung là không khí rất náo nhiệt luôn. Bà con ở nói chung là vòng vòng khu vực này còn ở trong kia vô đây nữa. Khi mà ông về ông làm lễ xong, ông làm lễ xong sẽ tiến hành á. Đây là toàn là bánh nè, bánh này chuối, củ sắn, rồi nói chung là nhiều lắm. Rất là nhiều đồ luôn. Ồ, đây là những lá cờ nè, lá cờ nếu mà giật những lá cờ này là rất có giá trị luôn. Mấy lá cờ lệnh đây nè, bốn lá cờ, nhưng mà không biết lá cờ nào là lớn nhất trong đây. Lá cờ là một chiếc máy vậy. Đây có đồ nè, bánh nè, nguyên cái kẹo, kẹo luôn. Con đi đâu nè? Giật vàng. Giật vàng hả? Giật vàng nó giật tiền là gì, là gốc còn là giật cái gì? Giật vàng. Giật vàng. Năm trước mấy con có lại đây không? Rồi năm nào cũng tham gia vậy chứ nữa hả? Rồi năm trước có mấy con giật được gì? Trong cái lễ hội này mình giật được cái gì là quý giá nhất? Tiền vậy ha. Vậy là nguyên nhóm hả? Nhưng mà chắc ăn không mà đem bọc theo dữ vậy? Có khi nào đem gì bọc không không? Chuẩn bị để chút xíu là đứa nào nó nấy đeo theo cái bọc bự chà bá lửa luôn. Con bé là đầy bọc ở đây nữa nè. Con bé là đầy bọc này về mía với chuối là ăn hết nổi luôn đó. Trời ơi. Rồi hai con không có bọc trong túi hả? Trời ơi, đi chuẩn bị bọc theo là sẵn chưa vậy hả? Năm ngoái con là giật được nhiều không? Kẹo luôn hả? Vậy dành không lợi đúng không? Trời ơi, dành không lợi, con nghe chưa? Đây bé nè, con có đem bọc theo không? Không hả? Cũng mà sẽ ông làm lễ đúng không? Chuẩn bị lên. Yeah.
quá muốn quá sớm rồi.
con kìa. Sao con gì cái gì? Thank you.
kịp luôn. Bỏ tay luôn rồi. Bỏ tay luôn. Lụm rồi. Rồi xong đi xuống nè. Quá rồi, quá rồi. Thôi được nhiều đó hả? Quá rồi. Chưa kịp làm lễ rồi xong luôn. Chưa chân. Không còn vậy chứ. Chưa làm lễ làm gì chứ. Quá trời lùm miếu kia luôn nè. Cái lòng giật đó.
rồi, còn chóc gì nữa không? Còn mấy cái bọc chóc á. Đổ bọc không hả? Chóc nhiều quá. Quá rồi, mọi người hưởng chay ngán quá trời luôn. Mà được hai cái áo nữa người đẹp. Anh hỏi gì tôi không rồi? Mấy cây, mấy cây, mấy đứa được mấy cây? 2, 4 cây hả? 5 cây. Đi nhiêu người mà chừng được 5 cây? Mình con. Con mình đó hả? Giỏi như vậy. Mình dắt vô không? Mình bó sao á? Mọc cái cây luôn kìa. Thu hoạch được cái em. Con này trong được mấy cái chậu luôn. Có thế rồi chứ gì? Đây xong xuôi hết đây, thu dọn chiến trường. Rồi, tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú chị vị trên những đoạn clip tiếp theo.